để con giúp cô qua đường nhé. Cảm ơn con. Dạ, không có gì đâu cô. Được xong rồi, anh em đi ăn uống gì đi hả? Thôi, mọi người đi đi, tôi có hẹn mất rồi. Hiểu rồi nha. Rồi, đi chơi vui vẻ ha. Ừ. Alo em ạ, à? Anh nghe nè. Hôm nay anh đừng tới trễ nữa nha, chứ không thì em sẽ giận anh đó. Em biết rồi, hôm nay là kỷ niệm của hai đứa mà, anh sẽ không đến trễ đâu. Nhớ đó. Mà nè, em đang có một bất ngờ dành cho anh đó. Thật á? Bất ngờ gì? Anh nhìn qua đường đi. Tí nữa anh gọi lại cho em nhé. Của đối tượng tình nghi, các đồng chí đến ngay nhé.
phạm. Em à, anh nghe này. Anh đang đâu vậy? À, lúc nãy anh bận việc gấp ở cơ quan đấy mà. Giờ anh xong việc rồi, anh đến đón em nhé. Tại sao lại nói dối vậy em?